Quán quân dòng nhạc dân gian giải Sao Mai 2015, Nguyễn Thu Hằng vừa giới thiệu MV Nhà Em ở Lưng Đồi, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trịnh dựa trên lời thơ của Lê Tự Minh. Trước Thu Hằng thì ca khúc này đã được nhiều ca sĩ thể hiện với nhiều bản phối khác nhau. Tuy vậy, Thu Hằng vẫn chọn ca khúc này để thực hiện MV bởi cô muốn gửi gắm tình cảm tới vẻ đẹp thiên nhiên của Việt Nam. Nhà Em ở Lưng Đồi được ekip nghệ sĩ khá cầu kỳ chọn bối cảnh ở vùng núi Y Tý, Bát Sát, Lào Cai để đưa khán giả trải nghiệm không gian tuyệt đẹp của nắng mùa đông. Cùng với giọng hát nhẹ nhàng, ngập tràn sức sống, MV hiện lên như một bức tranh nên thơ của núi rừng Tây Bắc. Thu Hằng đã ấp ủ rất là lâu rồi để có thể ra mắt được một MV mà được quay ở Tây Bắc. Trước đây thì Thu Hằng cũng đã có rất là nhiều những cơ hội được đi từ thiện cùng với gia đình của nghệ sĩ ưu tú Quốc Hưng ở vùng cao. Và mỗi lần đến thì khi mà được gặp các em nhỏ ở trên vùng cao và được hòa mình vào cái cuộc sống, cái không khí ở trên đấy thì Thu Hằng cảm thấy là có một cái cảm giác rất là lạ và cứ thôi thúc mình mau chóng thực hiện một cái MV ở vùng cao. Và đến bây giờ Thu Hằng đã chọn được ca khúc Nhà Em ở Lưng Đồi để thực hiện. Qua Nhà Em ở Lưng Đồi, Thu Hằng gửi gắm tình cảm của mình tới cuộc sống còn nhiều khó khăn của người dân nơi đây. Bên cạnh đó, cô cũng muốn góp phần giới thiệu về vẻ đẹp tuyệt vời của vùng cao Y Tý. Đây cũng là sản phẩm mở đầu cho năm 2019 với nhiều dự định và sự kiện đặc biệt đối với Thu Hằng.